Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Future News với Phạm Cơ và Quang Trương. Và như thường lệ, anh Phạm Cơ sẽ mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Future News ngày hôm nay, phần đầu tiên là một bản tin liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin từ Việt Nam cho hay rằng đây là một cái cây cầu ở Đà Nẵng, Việt Nam, nằm ở một cái vùng có tên là Bà Ná. Cầu này có tên là cầu vàng, họ dịch từ cái chữ Golden Bridge là cái chữ tiếng Anh dịch ra từ cái cầu vàng. Cái cầu này rất là đặc biệt, cầu nhỏ hơn thì có thể đi qua bằng người đi bộ chứ không phải là xe cộ không có đi được. Nhưng mà họ dùng bắc ngang có một cái vùng núi non hiểm trở và dùng hai bàn tay làm hai cái chân cầu. Nghĩa là chân cầu họ dùng như là hai bàn tay của một người nào đó đã đưa ra để mà nâng đỡ cái cầu nói trên. Thì dĩ nhiên trong cái ngày khánh thành rất là nhiều người đi ngang qua cái cầu này và chụp hình kỷ niệm vân vân. Thì nói chung chúng tôi thấy cái hình cái cầu này đã lâu rồi trên cái đài truyền hình của Mỹ và không có nghĩ rằng đó là ở Việt Nam. Cho đến khi ngày hôm nay thấy xuất hiện ở trong CNN thì mới biết rằng đây là cái cầu ở thành phố Bà Ná, Việt Nam, là một nơi mà hiện nay họ có làm rất là nhiều cái phẩm vật mà có thể để mà thu hút khách đến và du lịch đến nơi. Trong đó có một cái vùng mà người ta xây một cái lâu đài cổ giống như là một cái lâu đài thời Trung Cổ ở bên châu Âu vậy đó, để cho người ta có thể đến để mà thưởng thức những cái phong cảnh ở bên châu Âu, bắt chước cái phong cảnh bên châu Âu. Thì đó là một trong những cái thắng cảnh mà ở Việt Nam tuy rằng là đồ giả nhưng mà trông cũng giống như là đồ thiệt vậy. Nhưng mà cái cầu vàng này đúng là một cái cầu vàng thiệt, bởi vì nó làm mới làm ngay và được khánh thành hôm tháng 6 vừa qua. Và Đà Nẵng hy vọng rằng là cái cầu này sẽ thu hút được nhiều du khách, bởi vì từ đây người ta có thể thấy thành phố Đà Nẵng từ đằng xa trông rất là nổi tiếng. Và Bà Ná là một cái nơi du lịch rất nổi tiếng, nơi đó nó có luôn cả một cái tiệm, có một cái đài kỷ niệm mà làm bằng, thưa quý vị, bằng sáp, trong đó có tượng của nữ ca sĩ nổi tiếng của người Anh là Lady Gaga, và có ngay cả cái tượng của anh Michael Jordan là một cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng nữa. Thì đó là những cái gì mà Đà Nẵng đang cố gắng làm để mà thu hút khách ngoại quốc đến viếng nơi này, thưa quý vị. Thành phố Bà Nà, anh Phạm Cơ, chứ không phải là Bà Ná, nơi đây cũng nổi tiếng lắm. Dạ vâng. Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan đến một cái vụ cướp rất là trắng trợn vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, 31 tháng 7 ở tại Stockholm của Thụy Điển, thưa quý vị. Tin cho biết là hai tay trộm cướp đã nhảy vô trong một cái tòa thánh đường ở tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển và lấy cắp đi những cái vật rất là quý giá, đó là hai cái vương miện của Đức vua Carl thứ 9 và một cái khác là của Hoàng hậu Christina, thưa quý vị. Đây là hai cái vương miện rất là quý giá và đồng thời cũng mất đi luôn cả một cái cầu trên đó có cắm một cái thánh giá ở trên đó, thưa quý vị. Bản tin này cho biết là đây là hai cái vương miện thuộc về hai người này. Được biết Đức vua Carl của Thụy Điển đó trị vì Thụy Điển kể từ năm 1604 và ông đã băng hà năm 1611. Sau đó thì năm 1625 thì Hoàng hậu Christina cũng đã mất. Sau đó thì người ta đã chôn đi những cái vật dụng này theo cái quan tài của vị vua cũng như hoàng hậu vào cái thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên sau này thì người ta đã khai quật lên và lấy hai cái vương miện đó để mà trưng bày trong cái nhà thờ. Nhà thờ này có tên là Stranas của Thụy Điển, được giữ rất là kỹ ở trong một cái hộp kiến có khóa cẩn thận. Nhưng mà không hiểu tại sao hai tên cướp này đã có thể dễ dàng nhảy vô và đánh cắp đi những cái vật này trong khi cái nhà thờ này đang mở cửa ra để có thể chào đón khách du lịch đến để có thể thăm viếng cũng như là thưởng lãm những cái vật mà quý giá này do nhà thờ đã lưu giữ lại rất là lâu. Thì được biết hiện bây giờ cảnh sát của Thụy Điển đang truy lùng khắp nơi, mặc dù là họ sử dụng rất là nhiều những phương tiện rất là hiện đại như là những cái tàu lớn để mà chạy với tốc độ nhanh cũng như là phi cơ trực thăng ở trên đầu, rồi cảnh sát chạy đường bộ để kiếm, nhưng hiện bây giờ thì vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai tên cướp này đâu cả. Thì được biết thì bây giờ đây là một cái hai tên cướp này đã leo lên một cái chiếc tàu nhỏ thôi và chạy mất dạng. Thì bây giờ hai tên này đang bị truy nã khắp nơi ở tại Thụy Điển, anh Phạm Cơ.
Vâng, và thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến tiểu bang Texas. Lần trước đây chúng tôi có loan một bản tin về một cái người, về một phụ nữ đã mang một cái đồng hồ đo về thể lực kêu là Fitbit, và đồng hồ đó báo cho biết rằng là nhịp tim của cô rất nhanh và cô có thể bị đau tim. Cô đi khám bác sĩ và khám phá rằng mình bị đau tim. Thì bây giờ đây câu chuyện này là liên quan đến một cái đồng hồ mắc tiền hơn cái Fitbit, đó là đồng hồ Apple Watch. Thưa quý vị, Apple Watch là một cái điện thoại thông minh nhưng mà làm dưới dạng một cái đồng hồ, và nó có thể connect với cái đồng hồ, với là cái điện thoại thông minh của quý vị. Anh này mang cái đồng hồ Apple Watch này nhưng mà trên đó nó có một cái feature để mà chỉ cái nhịp tim của anh ta. Anh ta rất ngạc nhiên vì thấy nhiều lần cái nhịp tim này rất là cao. Thông thường thì người ta chỉ có 80 phút trong một giây, 80 cái nhịp đập trong một cái phút đồng hồ là nhịp đập bình thường của tất cả những người bình thường. 80 nhịp đập trong một phút đồng hồ. Nhưng mà anh này thấy anh ta luôn luôn ở cái mức độ gọi là 94. Anh ta rất là ngạc nhiên tại sao lại có thể 94 được. Và cái đồng hồ đó nó hay hơn cái Fitbit một chỗ là nó có thể gửi đi một cái message cho anh. Đồng hồ đó nó đưa ra một cái message, nó bảo rằng là nhịp tim của bạn nhanh quá, bạn phải đi khám bác sĩ ngay. Thế anh này, anh rất là phân vân, không hiểu có điều anh cứ để giày mãi nhưng mà nó không xuống. Cuối cùng anh nói chuyện với là người mẹ của anh. Thế mẹ của anh mới cho anh biết rằng là cái đó nguy hiểm lắm, cần phải đi khám bác sĩ. Thì bởi vì người mẹ không ở cùng một thành phố nơi anh làm việc, anh này thì ở tiểu bang Texas. Và sau đó thì anh đến khám bác sĩ và bác sĩ cho anh biết rằng là đúng là nhịp tim của anh nó đập mạnh và nó đập nhanh hơn. Bởi vì hiện nay là cái tâm thất của anh ta, quả tim thì có 4 ngăn, hai cái tâm thất và hai cái tâm nhị. Một cái tâm thất của anh nó đập nhanh hơn một chút cho nên nó làm cho cả quả tim đập theo. Và vì vậy cho nên quả tim của anh đâm ra nó có những cái nhịp đập bất thường và nó kéo dài đến 94 phút. Thì cái chuyện đó là một chuyện cần phải xét lại và cần phải chữa, tức là phải làm sao phải đi bác sĩ để bác sĩ chữa cho được, để sau cái nhịp tim trở lại bình thường. Thì đó là điều mà anh mơ ước, và anh nói rằng là cũng rất là may nhờ có cái đồng hồ đó cho anh biết trước rằng cái bệnh tim của anh đang có, chứ còn để cho đến khi bệnh tim nó phát triển ra đến một cái mức mà quá xa đi rồi và khi đó trở lại điều trị để trở lại một cái nhịp tim cũ là 80 thì phải nói rằng rất là khó khăn. Thì đó là câu chuyện của một cái người thanh niên 24 tuổi ở tại tiểu bang Texas mà xài cái đồng hồ Apple Watch. Và cái đồng hồ này thì nó nối với cái cell phone và nó cho anh ta biết rằng nhịp tim của anh ta quá nhanh, rồi nó còn khuyên anh ta phải đi khám bác sĩ ngay lập tức. Và anh ta đã làm y như vậy, là đúng, anh ta đang bị một chứng bệnh liên quan đến quả tim, và chứng bệnh đó thì cũng có thể chữa được, thưa quý vị. Bản tin sau đây, thưa quý vị, CNN đã vừa mới đăng tải và để khẳng định một điều là không nên đánh giá một người nào cả qua cái bề ngoài của họ. Thưa quý vị, bản tin này cho biết là một cái gia đình ở tại bên Detroit order pizza. Thì sau khi mà cái người thanh niên trẻ thôi, năm nay mới 18 tuổi, đem cái pizza tới cho gia đình đó ở tại thành phố Detroit. Thì khi mà đem tới nơi đó, thì cái cậu bé này mới nhìn thấy một cây đàn piano dựng ở góc nhà, mới ngứa nghề và xin được chơi thử. Thì cái người chủ nhà cũng đồng ý để anh chàng delivery pizza này vào và ngồi chơi. Và khi cái người bạn trẻ này có tên là Bryce Doodle ngồi xuống và bắt đầu rải từng ngón tay trên phím đàn, thì lúc đó là cái người chủ nhà mới há miệng ra bởi vì kinh ngạc, là tại vì cái ngón đàn piano của cái cậu 18 tuổi này rất là điêu luyện và rất là dễ sợ. Thành ra là sau đó thì người chủ nhà cũng yêu cầu cái cậu này là ngồi xuống và chơi tiếp luôn. Thì thưa quý vị, cậu Bryce này đã ngồi xuống và chơi một cái bài rất là kinh điển của Beethoven, đó là Moonlight. Và cái ngón tay của anh rải những tiếng đàn rất là điêu luyện và rất là tài tình. Thành ra là cả một cái buổi chiều ngày hôm đó, cả gia đình đó ngoài cái việc ngồi ăn pizza còn thưởng thức được một cái ngón đàn rất là điêu luyện của một người
Pizza Delivery, một cậu bé mới 18 tuổi mà thôi. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là cậu này cho biết là cậu rất là mê đàn piano từ nhỏ, và tất cả những gì mà cậu đã chơi hiện bây giờ đó là cậu tự học thôi, chứ không có thầy nào dạy cho cậu về cái vấn đề mà piano cả. Thành ra là rất là nhiều những cái đứa bé trong nhà đã bu lại để mà xem cậu này chơi một cái bài hát rất là hay, rất điêu luyện. Sau đó thì anh chàng này lại trở về với công việc của mình, đó là Pizza Delivery, anh Phạm Cơ. Vâng, và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của Fusion News ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.